chuyện yêu đương hiếm khi, nhìn phát yêu ngay, như trong phim ảnh mà còn phải qua 7.749 bước cư cẩm, tán tỉnh mới có thể thành đôi cùng người thương. Nhiều người từng thắc mắc sao mình trông, ok, trên mọi phương diện nhưng mãi không cưa đổ ai. Thế cuối cùng, vấn đề nằm ở đâu? Mới đây, Paywebo Việt Nam đã đăng tải một topic mang tên các nguyên nhân khiến bạn tán tỉnh thất bại, với ví dụ minh họa cho top 1 là mạng tán tỉnh sai chính tả đi ngay vào lòng đất, Em dậy lâu chưa ạ, à, phóng viên. Em dậy lâu chưa ạ. Tôi biết gây bảo với đầy dãy các cảnh sát chính tả bên trong nguồn Weibo. Ngay lập tức hội gà mờ trong tình yêu lẫn hội bị cầm cưa đều xôn xao vào trải lòng. Cứ nghĩ như thế là dễ thương cơ. Kats cũ tôi chuyên viết sai chính tả thế, mà một con cuồng chính tả như tôi vẫn có thể theo đuổi Kats được rất lâu. May mà sau đó tỉnh ngộ, bỏ rồi. Thật đó. Đàn ông đi tán gái trong giai đoạn tán tỉnh chưa thân lắm thì làm ơn viết đúng chính tả và nói chuyện bình thường bằng ngôn ngữ tiếng Việt nguyên thủy dùng. Cứ nói chuyện xì tai dễ thương dẹo dẹo kiểu hở, hem, hông, người ta chạy tám thức đó. Sai chính tả lại còn gõ tinh cóc, nhìn muốn nội thương, tại hạ xin phép cáo lui. Mất cả thanh xuân để dịch dòng tin nhắn tán tỉnh của ghen ghét nên thôi, nghĩ khỏe không yêu tôi có thể chấp nhận một người nói ngọng nhưng đến viết cũng ngọng được thì không đâu à nha. Đừng bảo tôi khó tính, như này hỏi sao tôi chấp nhận được. Tuy mình hay cố tình viết sai để dễ thương, nhưng trường hợp này mình từ chối hiểu. Ví dụ minh họa cho sai chính tả mà còn đam mê tin có khiến ai cũng chạy xa. Vậy, giờ bạn đã hiểu, nguyên nhân vì đâu tán tỉnh mãi trác vẫn chạy dài chưa? Ảnh minh họa, Pinterest